Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay tượng gỗ đẹp Phúc Tuấn bên em xin giới thiệu với mọi người một tác phẩm ạ. Một tác phẩm tiểu cảnh đồng quê chất liệu bằng gỗ chắc đỏ đen các bác nhé. Các bác thấy từ những khối gỗ rất là thô sơ bên em đã chế tác và tạc ra một tác phẩm rất là chi tiết về những cảnh đồng quê của Việt Nam thời xa xưa các bác nhé. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Đây, em quay gần lại cho các bác này. Các bác nhìn thấy tán tùng bên em không ạ? Đó, tán tùng bên em đục rất là đẹp luôn. Rất là chi tiết, rất là kinh bao. Rất là tuyệt vời, đục như thật luôn. Các bác nhìn này, đó. Đây thân cây tùng các bác nhé. Đó, thân cây tùng em di sần này. Đó, các bác nhìn này. Y như bên ngoài thôi. Đó, y như những vỏ cây đấy ạ. Các bác nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đó, rễ cây này. Đó, còn đây là bên em chế tác thêm một chú trâu nhá, đang làm cạnh với đống rơm đây ạ. Đó. Các bạn thấy đây là ngôi nhà và một chú tiểu đồng đấy các bác nhá. Đó, một chú tiểu phu cũng được ạ. Các bác phải gọi chú tiểu phu. Đó, đang gánh củi về đây ạ. Vừa trên núi gánh củi về đây các bác nhá. Đó, các bác kia là giếng nước. Đó, chú nước ở giếng nước đây ạ. Một trong những thứ không thể thiếu của làng quê xưa chúng ta nhé. Đây còn là gian bếp. Gian bếp và cây cao. Đó. Bác có thấy đẹp không? Bên em chế tác rất là tuyệt vời, rất là đẹp đấy nhá. Đó. Và kích thước của tác phẩm này em sẽ đọc kích thước tác phẩm cho các bác nhé. Chiều cao tác phẩm là 37 ạ, chiều ngang là 60 và chiều sâu của tác phẩm là 19 các bác nhé. Chất liệu là gỗ chắc đỏ đen ạ. Một trong những loại gỗ rất là quý hiếm của Việt Nam mình đang được liệt kê vào sách đỏ các bác nhé. Các bác chờ em chút, em sẽ quay tác phẩm này cho các bác ạ. Các bác nhìn thấy bên em đục cái cây tùng này rất là đẹp luôn. Đó, di sần thân như thật luôn đây ạ. Các bác có thấy tác phẩm này? Tác phẩm này rất là đẹp đấy các bác nhé, rất là tuyệt vời. Bên em đục rất là kỹ, rất là kinh bong. Đó. Và bác nào muốn sở hữu tác phẩm này thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của bên em nhé là 0389889968 để được đặt hàng và tư vấn tác phẩm này các bác nhé. Đó. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube của bên em để có thể cập nhật những mẫu mã hàng đẹp và độc đáo nhất nhé. Bên em sẽ liên tục cập nhật lên ạ. Và chào các bác nhé, hẹn gặp các bác vào những tác phẩm tiếp theo ạ.